Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày 24 tây tháng 9 năm 2020 và là ngày thứ năm tại Hoa Kỳ. Ở Việt Nam, ngày hôm nay đã là ngày thứ sáu ngày 25 tây tháng 9. Thì hôm nay có một số bạn hỏi thuận liên quan tới một cái thông tin mà tôi nghĩ là cũng có rất nhiều bạn quan tâm đến. Đó chính là cái thông tin liên quan tới 1 tỷ Bitcoin option sẽ đáo hạn ngày mai ngày thứ sáu tại Hoa Kỳ. Thì điều này có nghĩa nó như thế nào các bạn có cần phải lo lắng hay là không đây chính là đề tài mà chúng ta sẽ nói tới trong cái video ngày hôm nay nhưng mà trước khi mà chúng ta đi vào thêm chi tiết thì cũng như thường lệ tất cả chỉ vì mục đích thông tin và không được xem là lời khuyên đầu tư và nếu như mà các bạn thích cái video này hay là các bạn thích những cái video tương tự thì bạn đừng quên nhấn cái nút like và đăng ký vào kênh để giúp kênh được tiếp tục phát triển và trước khi mà chúng ta đi vào chi tiết thì ở phần cuối video này tôi sẽ dành thời gian để mà bóc thăm, trúng thưởng cho những người nào mà để lại comment trong cái video 716 như mình nào mà có hứng thú muốn tìm hiểu về bóc thăm trúng thưởng thì hãy xem phần cuối của video này thì chúng ta bây giờ hãy nhìn vào tình hình của thị trường ngày hôm nay, sau đó chúng ta sẽ nói về cái thông tin liên quan tới Bitcoin option đáo hạn là như thế nào. Thì khi mà các bạn nhìn vào tình hình của thị trường ngày hôm nay thì các bạn thấy được là Bitcoin sau khi mà giảm mạnh các bạn thấy được là cái thời gian giảm là bắt đầu là các bạn thấy là cái đây vài ngày chúng ta thấy được là cái thời gian giảm mạnh là thật ra là đầu tháng 9 sau đó chúng ta thấy là giá Bitcoin hồi phục lại lên cái mức là 11.165 nhưng mà từ cái lúc khoảng chừng ngày 19 tây tháng 9 cho tới bây giờ các bạn thấy là giá lại giảm xuống và giảm cái mức thấp nhất trong vòng vài ngày qua là cái mức của ngày hôm qua đó chính là khoảng 10.150 đô. Bây giờ các bạn thấy được là trên sàn Coinbase giá đã hồi phục lại hôm nay cũng khá tốt, bây giờ là 10.715 ở trên sàn Coinbase thì chúng ta nhìn vào thị trường crypto nói chung cho mình thấy được là thị trường crypto nói chung thì phần lớn các đồng đều có, có sự tăng trưởng ngày hôm nay cho bạn thấy được là nhiều đồng rất là xanh ngày hôm nay và Bitcoin tuy là hôm nay là lên 4% nhưng mà những đồng altcoin khác như là Ethereum thì lên gần như là gấp đôi 7,19% là 347 đô XRP lên 4,12% LTC, BNB, US, Cardano vân vân có rất nhiều những cái altcoin lớn đã có sự tăng trưởng rất là nhiều ngày hôm nay và cái mình thấy được là một trong những cái điều mà chúng ta đã quan sát trong nhiều mấy năm qua đó chính là lúc mà Bitcoin đi xuống thì những altcoin sẽ đi xuống theo nhưng mà cái phần trăm đi xuống khi mà so sánh với lại Bitcoin thì cái phần trăm đi xuống của altcoin sẽ nhiều hơn là Bitcoin và ngược lại khi mà Bitcoin đi lên thì cái phần trăm đi lên của altcoin cũng sẽ nhiều hơn là Bitcoin. Đương nhiên tại vì vốn hóa nhỏ hơn và các bạn thấy được là cái sự nguy hiểm khi mà tham gia vào altcoin sẽ nhiều hơn là Bitcoin rất là nhiều. Đây là điều mà chúng ta cũng đã thường hay thấy và khi chúng ta nhìn vào tình hình ngày hôm nay thì các bạn thấy là tuy có cái sự hồi phục nhưng mà nhiều bạn lại lo lắng và muốn biết là cái thông tin liên quan tới có 1 tỷ Bitcoin option sẽ đáo hạn ngày mai Ngày thứ sáu tại Hoa Kỳ thì thông tin này là như thế nào Thì các bạn thấy được là thông tin này là không chỉ riêng cho Bitcoin option Thống kê cho thấy là bây giờ trên thị trường là có khoảng 1 tỷ Bitcoin option sẽ đáo hạn ngày mai Nhưng mà cộng thêm vào đó là chúng ta lại có thêm 450 triệu Ethereum option cũng sẽ đáo hạn cùng một ngày ngày mai thì chúng ta nhìn vào thông tin này thì nhiều bạn sẽ muốn biết là ngày mai giá cả sẽ dao động như thế nào sẽ lên hay là xuống thì trước hết chúng ta phải hiểu à, được một điều đó chính là option là gì thì các bạn thấy là crypto này chúng ta cũng có rất nhiều những cái công cụ giao dịch như là chúng ta có option chúng ta có future thì nói một cách đơn giản các bạn thấy được là option là quyền được mua hay là quyền được bán nghĩa là các bạn nắm trong tay option thì các bạn có thể là có quyền được mua hay là quyền được bán Bitcoin ở một cái mức giá ấn định nào đó mà các bạn đã ấn định trước đây Giả sử so như khi mà Bitcoin xuống mạnh khoảng chừng là giữa tháng 3 thì ở cái thời điểm đó có thể là các bạn thấy là Bitcoin trong tương lai có, có sự tăng trưởng về mặt giá cả vì lý do đó các bạn đã mua call option có nghĩa là các bạn mua cái quyền được mua ở Bitcoin cái giá là 4.000 đô mặc dù là lúc đó các bạn mua giá Bitcoin chỉ có là 3.000 mấy mà thôi nhưng mà các bạn nghĩ là sau này giá Bitcoin sẽ tăng cao cho nên các bạn mua cái quyền được mua nghĩa là call option ở cái mức là 4.000 đô thì bây giờ các bạn toàn có thể là dùng cái option đó để mà mua Bitcoin thật sự và cái người bán option đó là có trách nhiệm là phải bán Bitcoin cho các bạn là 4.000 đô mặc dù là Bitcoin bây giờ các bạn thấy đã gần 11.000 đô cho nên các bạn đã lời rất là nhiều và cũng tương tự quyền được bán thì cũng tương tự nhưng mà ngược lại nhưng mà một trong những cái điều quan trọng mà tôi muốn chia sẻ với các bạn đó chính là cái sự nhầm lẫn của nhiều bạn khi chúng ta nói tới option và futures thì về mặt trading hàng ngày có thể nhiều bạn cảm thấy là hoạt động thì cũng giống nhau, không thấy cái gì khác biệt gì nhiều. Nhưng mà trên mặt pháp lý thì khác biệt rất là nhiều tại vì các bạn thấy được là option thì các bạn không có cái sự ràng buộc là phải mua cái vật đó giả sử như là các bạn mua cái call option đi là giá Bitcoin là 4.000 đô hồi giữa tháng 3 Nhưng mà bây giờ giá Bitcoin giả sử như chỉ có 2.000 đô đi Thì không có lý do gì mà các bạn bỏ 4.000 đô để mà mua Bitcoin 2.000 đô Nhưng mà khi mà các bạn sử dụng Bitcoin option Nghĩa là sử dụng option các bạn không cần phải mua Các bạn không bị ràng buộc và pháp lý là phải mua Cho nên các bạn hoàn toàn có thể là để cái option đó đáo hạn mà không làm gì hết Các bạn chỉ mất cái tiền mua option ban đầu mà thôi Nhưng mà ngược lại với lại Futures thì Bitcoin future khi mà tới ngày đáo hạn thì các bạn cần phải mua Bitcoin đó hay là làm theo cái yêu cầu của hợp đồng khi mà các bạn ký khi mà các bạn tham gia vào trading futures đó là lý do tại sao mà các bạn không nên nhớ là cách đây vài tháng khi mà giá dầu đi xuống dẫn đến cái dầu future đi xuống nghĩa là hợp đồng tương lai của dầu khiến cho cái hợp đồng tương lai của dầu đi xuống với cái phần giá cả là đi xuống tới giá cả âm chúng ta còn nên nhớ cái vấn đề này là một cái thông tin uh, rất là thú vị và rất là lớn ở thời điểm đó thì tại sao một người lại chịu chấp nhận lỗ khi mà bán hợp đồng tương lai của mình tại vì họ thà là bị lỗ khi mà bán hợp đồng tương lai còn hơn là họ phải giữ hợp đồng đó và bắt buộc là phải mua dầu tại vì họ không còn chỗ để mà chứa dầu cho nên các bạn thấy được là họ thà là bán lỗ cái okay? future của mình, hợp đồng tương lai của mình Đây là cái sự khác biệt giữa option và future Khác biệt lớn nhất là option không bị ràng buộc là phải mua Nhưng mà ngược lại future là các bạn phải ràng buộc là phải làm theo cái hợp đồng mà đã ký Đây chính là cái sự khác nhau Thì bây giờ chúng ta đã biết cái sự khác nhau và cái đề tài chúng ta nói tới là Bitcoin option chứ không phải là Bitcoin futures các bạn nên nhớ điều đó có nghĩa là Bitcoin option người mà đang giữ option không có trách nhiệm là phải mua Bitcoin với cái giá là 11 ngàn hay 12 ngàn Như là bài viết này nói Các bạn thấy là họ nói là có rất nhiều những cái Bitcoin option bây giờ với cái giá là 11 ngàn hay 12 ngàn Có nghĩa là những người nào mà mua cái call option đó là họ dự định là ngày mai có nghĩa là lúc mà họ mua có thể cách đây vài tháng nhưng mà họ dự tính là tháng 9 giá sẽ hơn 11 ngàn hay 12 ngàn cho nên họ mới bỏ tiền ra để mua cái option là cái giá này nhưng mà ngày mai nếu như mà giá cả dưới 11 ngàn hay là dưới 12 ngàn thì sẽ như thế nào? Đây mới là đề tài mà chúng ta muốn nói tới. Thì các bạn thấy là chúng ta sẽ đi vào một số những thông tin được chia sẻ bởi cái bài báo Decrypt này. Thì các bạn thấy được là Deribit là một trong những cái sàn cho giao dịch option rất là lớn. mình thấy được là một ngày thì cái số lượng giao dịch ở trên Deribit có thể lên tới 57 triệu đô la. Và cho đến ngày hôm qua thì có cái số lượng là 2 tỷ Bitcoin option là chưa có đáo hạn và khoảng 1 tỷ nghĩa là phần nửa cái số này sẽ đáo hạn ngày mai. Đây là điều mà bài viết này nói tới và các bạn thấy được là cũng tương tự Ethereum cũng có cái sự kiện tương tự sẽ xảy ra ngày mai. Thì nhiều người cho là sẽ có ba cái yếu tố sẽ xảy ra ngày mai. Và khi mình thường nói với các bạn thì các bạn sẽ nói là điều này không cần phải nói tại vì ai cũng biết. Tại vì thị trường thì một là đi lên, hai là đi xuống, còn ba là đi ngang. Nhưng mà cái mà thường muốn nói với các bạn ở đây là khi mà chúng ta nhìn vào những cái thông tin này thì thật ra không có một xu hướng nào mà gọi là nhất định hết. Ngày mai có thể là thị trường dao động, có thể là không dao động, có thể là thị trường tăng, có thể là thị trường giảm, hoàn toàn là không ai biết được. Cái mà thường muốn nói với các bạn ở đây là cái thông tin 1 tỷ Bitcoin option đáo hàng ngày mai có thể là không có ảnh hưởng đến giá cả chứ không ai đảm bảo được. Các bạn thấy là các bạn không thể nhìn vào cái từ đề này mà nghĩ là ngày mai giá sẽ đi xuống hay là ngày mai giá sẽ giao động rất là mạnh đây mới là điều mình muốn chia sẻ với các bạn tại vì không ai biết được ngày mai ra sao và cái thông tin liên quan tới option đáo hạn trên căn bản cũng không ảnh hưởng tới giá cả tại vì các bạn thấy được là trên căn bản thì những người mà đã bỏ cái số tiền ra mua những cái Bitcoin option này với cái giá là 11.000 hay là 12.000 cái tê vài tháng tại vì họ nghĩ là cuối tháng 9 có thể là giá hơn 11.000 hay là hơn 12.000 cho nên họ mới mua để mà kiếm lời nhưng mà bây giờ sự thật thì giá Bitcoin chỉ có là 10.700 đô thì đương nhiên không có lý do gì mà họ bỏ 11.000 ra hay là 12.000 để mua Bitcoin nếu Bitcoin giá chỉ có là 10.700 đô thì đương nhiên các bạn thấy là một số người sẽ lựa chọn là họ sẽ để cái option của mình đáo hạn và không làm gì hết đương nhiên cái mà họ mất đó chính là cái số tiền họ bỏ ra để mua những cái call option đó và các bạn thấy được là 11.000 thực ra mà nói cái giá này so với cái giá hiện tại thì không có cách xa bao nhiêu các bạn thấy là cái giá bây giờ là 10.686 trên sàn Coinbase thì từ 10.686 đến 11.000 thì các bạn thấy được là có thể là trong vòng vài tiếng đồng hồ thì đã qua khoảng 11.000 rồi cho nên cái giá bây giờ so với lại cái giá mà họ mua option dưới 11.000 thì không có gì gọi là khác biệt quá xa nhưng mà so với giá 12.000 thì đương nhiên là cái sự khác biệt sẽ xa hơn nếu như mà ngày mai cái giá của bitcoin tiếp tục xoay quanh cái mức này có nghĩa là dưới 11.000 đô thì các bạn sẽ thấy được là sẽ có nhiều người sẽ bỏ cái option của mình mà không có exercise nghĩa là họ sẽ không có thực hành cái option của mình thì lúc đó không có chuyện gì xảy ra trên thị trường hết tất cả đều im lặng nhưng mà nếu như mà giá cả từ đây cho đến ngày mai mà dao động nếu như dao động mạnh mà đi lên trên 11.000 thậm chí là trên 12.000 thì sẽ có nhiều người mà mua call option họ sẽ dùng cái option của mình để mà có thể mua được Bitcoin ở cái mức là 11 000 mà họ đã đặt trước đây Ngược lại nếu như mà giá cả mà đi xuống các bạn thấy được là đi xuống mạnh cho sự như là ngày mai chúng ta thức dậy mà thấy giá lại đi xuống là dưới 10 000 thì có thể là nhiều người khi mà họ đã mua cái put option có nghĩa là ngược lại cái quyền được bán mà họ được bán cái giá cao hơn thì họ sẽ thực hiện cái option của mình khiến cho giá cả lại đi xuống cho nên cái điều mà quan trọng nhất không phải là option hết hạn ngày mai mà người ta sẽ làm gì trước khi option hết hạn Tại vì các bạn thấy được là bây giờ là có rất nhiều người là đang chuẩn đoán là giá ngày mai sẽ ra sao Thì ngày mai nếu như mà tối nay mà có nhiều người nghĩ là giá sẽ tăng ngày mai Thì họ sẽ đổ tiền vào để mà mua và đẩy giá lên Và ngược lại nếu như họ nghĩ là giá sẽ xuống ngày mai thì họ sẽ dồn tiền để mà đẩy giá xuống Và điều này thì sẽ làm ảnh hưởng đến cái option ngày mai sẽ thực hiện như thế nào Nếu như mà giá lên thì các bạn thấy được là một bên sẽ được lời, bên kia sẽ lỗ Và giá xuống một bên sẽ được lời, bên kia sẽ lỗ Nếu như mà giá đi hàng ngang thì tất cả tôi nghĩ là sẽ để cho cái option của mình đáo hạn mà không làm gì hết Thì sẽ không có sức ảnh hưởng Cho nên khi mà chúng ta nhìn vào cái thông tin liên quan tới option đáo hạn Thì nhiều bạn hỏi thường là ảnh hưởng như thế nào đến giá cả Nhưng mà câu hỏi mà tôi nghĩ là các bạn cần phải nên hỏi là Giá thị trường sẽ ảnh hưởng như thế nào đối với thị trường option ngày mai Đó mới là câu hỏi Tại vì cái điều quan trọng hơn hết là những người trong thị trường spot market có nghĩa là thị trường market bình thường làm gì với giá cả chứ không phải là người trong option làm gì với lại giá cả. Đây là cái thông tin mà tôi muốn mang đến cho các bạn trong cái video ngày hôm nay. Bây giờ thì chúng ta hãy bốc thăm cho những người nào mà để lại comment trong cái video ngày hôm qua cái video 716 thì trước hết thằng cần phải lấy cái link của cái video này sau đó thường vào comment picker để mà để cái link này vào và sau đó thằng sẽ lấy cái số lượng comment để chúng ta có thể là bóc thăm coi comment nào là được thành công nhận được 100 đồng USDT của SnapX thì có một số bạn hỏi thường là làm sao đi tham gia thì cũng rất đơn giản nếu như mà các bạn là một người mà đã đăng ký sàn NAPX thông qua link của Thuận Capital nhưng mà nào muốn tìm hiểu thì link xem ở phía dưới video này thì các bạn có thể là để lại cái comment trong những cái video thì tổng cộng sẽ có 10 video không phải là video cũng có nhưng mà video này nếu như các bạn đã xem tới cái phần cuối này thì các bạn hãy để lại comment của mình để mà được bốc thăm trúng thưởng ngày mai. Tại vì sẽ có tổng cộng 10 video và mỗi một video sẽ chọn ra một bạn để có thể nhận được giải thưởng và các bạn chỉ cần để lại comment với lại cái UID của các bạn. UID là gì? UID có nghĩa là cái user ID của các bạn khi các bạn login vào trong sàn NapX ở phía bên trên cái account các bạn bấm vào chương một các bạn bấm vào chương một các bạn sẽ thấy được cái UID của mình các bạn chỉ cần để lại cái số đi mà thôi Đây là cách mà các bạn có thể tham gia Thì chúng ta thấy được là cái video ngày hôm qua có tổng cộng là 130 comment Thì chúng ta bây giờ hãy bấm star để lựa chọn bạn nào là người lucky đã được nhận thưởng Và đây sẽ là bạn thứ ba Chúng ta sẽ còn thêm 7 giải thưởng như vậy nữa Và video nào sẽ được nhận giải thì thường sẽ nói ở trong video Nhưng các bạn hãy tiếp tục theo dõi kênh của Thuận Capital thì chúng ta bây giờ hãy chờ đợi coi coi là bạn nào sẽ là bạn trúng thưởng trong cuộc bốc thăm này Và các bạn thấy được là bạn Thịnh Đoàn Xuân đã được chọn nhưng mà bạn này là không có phải là sử dụng SnapX Cho nên không có để lại SnapX UAD cho nên chúng ta cần phải chọn thêm một bạn khác Các bạn thấy được là coi coi là bạn kế tiếp là bạn nào sẽ được nhận 100 đồng USDT từ sàn gửi trực tiếp vào sàn của các bạn và bạn thứ nhì này các bạn thấy là để lại một cái UAD và bạn đã được chọn là chính là bạn Thành Long Nguyễn với cái UAD là 10589317 và thường đã verify là cái UAD này là đăng ký dưới link của thùng Capital và chúc mừng bạn Thành Long Nguyễn thường sẽ báo với lại bên SnapX để họ có thể gửi 100 đồng USDT vào trong chương mục SnapX của các bạn các bạn hãy để lại comment ở phía dưới video này để được cơ hội trúng thưởng trong những cái video kế tiếp và như mình nào mà muốn tìm hiểu SnapX thì ở phía dưới video này sẽ có cái link các bạn bấm vào Bây giờ cho đến ngày 28 tây nghĩa chỉ còn 4 ngày nữa nếu như các bạn là một người mới đăng ký thì khi các bạn đăng ký xong sẽ được nhận 1.000 điểm Snap 1.000 điểm Snap này dùng để mà trả phí giao dịch Và nếu như các bạn nạp 50 đồng USDT trở lên Thì các bạn sẽ nhận thêm 1.000 điểm Snap nữa Và như bạn hỏi thuận là nộp bằng đồng Ethereum có được hay là không Thì miễn là các bạn nộp vào Khi nạp vào thì SnapX sẽ đổi ra thành USDT Miễn là trên 50 đồng USDT các bạn sẽ nhận thêm 1.000 điểm Snap nữa Có nghĩa là một người mới sau khi đăng ký và nạp tiền thì có thể là nhận lên đến là 2.000 điểm snap và những bạn nào mà đã đăng ký rồi với liên của thuận capital thì các bạn có thể nạp hơn 50 đồng usdt từ đây cho đến ngày 28 tây thì các bạn vẫn có cơ hội để mà nhận 1.000 điểm snap và đây là cái ưu đãi dành riêng cho cộng đồng của thuận capital và như bạn hỏi thuận là đã đăng ký rồi nhưng mà chưa nhận được 1.000 điểm snap thì 1.000 điểm snap sẽ được gửi đến trong chi mục của các bạn sau khi mà kết thúc cái đợt ưu đãi này có nghĩa là sẽ sau ngày 28 tháng 9 thì trong vòng một tuần sau khi mà hết hạn cái cuộc ưu đãi này thì Snapback sẽ gửi đồng Snap đến trong chương mục của các bạn và hiện bây giờ thì Snapback cũng có một cái chương trình đó chính là cái chương trình Trading Competition sẽ bắt đầu vào ngày 29 tây tháng 8 bây giờ đã có rất nhiều bạn đã tham gia vào chương trình này dưới link của Thần Capital thì các bạn muốn tham gia thì cũng rất đơn giản ở phía dưới video này sẽ có một cái link cho bạn bấm vào để mà đăng ký tham gia hoàn toàn là miễn phí nếu như mà các bạn đã có chương mục Snapback thì các bạn có thể là bấm vào link để mà tìm hiểu những cái chi tiết liên quan đến cái cuộc thi đấu này như thế nào và nếu các bạn muốn tham gia thì các bạn chỉ cần bấm vào cái link đăng ký tham gia và các bạn đọc những cái nội quy cũng rất là đơn giản và dễ hiểu thường đã làm một cái video đó chính là cái video 714 thường cũng sẽ để lại cái link video này ở phía dưới cái video ngày hôm nay và đương nhiên nếu như các bạn muốn tìm hiểu những sàn gì khác thì các bạn có thể tìm hiểu những ưu đãi như là ưu đãi của sàn Binance quốc tế thì các bạn thấy được là sàn Binance xuất tế thì các bạn ở Việt Nam hay là những khác có thể tham gia vào ngoại trừ là USA các bạn sẽ được giảm 20% phí giao dịch mãi mãi hay là các bạn có thể đăng ký vào sàn US của Binance nếu các bạn là một người mà đang sống ở Hoa Kỳ hay là các bạn có thể tìm hiểu những sàn như là sàn Margin Bybit, Coinbase, Remitano và ứng dụng BlockFi đương nhiên tham gia vào trading crypto thì có rất nhiều nguy hiểm và rủi ro cho nên không phù hợp như bằng nào mà không có chấp nhận rủi ro hay là nguy hiểm cao và nhất là các bạn tham gia vào trading margin thì nguy hiểm lại càng cao hơn. Cho nên các bạn cần phải suy nghĩ kỹ trước khi mà đưa ra quyết định tham gia vào trading crypto và thuận sẽ hẹn gặp lại các bạn trong cái video kế tiếp. Tạm biệt các bạn.